đạo đức nghề thầy thuốc. Mình à, mình nằm nghỉ đi, tôi đã sắc thuốc rồi, đợi lát nữa đỡ nóng thì mình uống đi nhé. Được rồi, mình cứ đi đâu thì đi đi. Ông ở nhà nhé, tôi sang làng bên viếng đám ba một lát. Ai mất thế hả bà? Là anh Dần đó, rõ khổ, còn trẻ thế mà... Trời ơi, bà nói sao? Anh Dần làng bên mất rồi ư? Phải, rõ là chỉ có cảm tả sơ sơ mà cũng đi luôn đấy. Không thể nào. Ông, có chuyện gì thế? Tại sao tay chân ông lại run bắn thế kia? Mấy hôm trước, chị vợ anh Dần có đến tìm tôi bí mật cắt một thang thuốc để hạ độc anh ta. Trời ơi, ông, chẳng lẽ ông đã giúp người vợ xấu xa đó? Không, sao tôi có thể làm cái việc tày đình ấy cơ chứ? Tôi làm thầy thuốc là để cứu người. Vì chị ta nài nỉ quá, tôi đành gật đầu cho qua thôi, chứ thực tình tôi cắt cho anh Dần thang thuốc bổ. Vậy tại sao chồng chị ta lại... Tôi cũng không thể nào hiểu nổi. Giờ xem lại thang thuốc vẫn thấy toàn những vị giúp bổ tỳ ít khí thôi, chứ không thể gây chết người được. Hay là anh ta vốn dĩ mang bệnh trong người? Không, nếu mang trọng bệnh thì anh ta cũng không thể chết đột ngột như vậy được. Thôi mà ông, tấm lòng với người bệnh của ông trước nay như thế nào ai chẳng biết. Ông đừng nghĩ ngợi làm gì nữa, chắc là cái số mệnh anh ấy chỉ đến được đó thôi. Không nghĩ ngợi sao được chứ, tôi dù ít hay nhiều, muốn hay không cũng đã liên đới đến cái chết của anh ta rồi. Ông dậy ăn gì đi thôi, đã mấy ngày hôm nay ông không có ăn cái gì rồi. Bà cứ mặc kệ tôi, hay là lát ông sang làng bên với tôi có chút việc được không? Không, tôi sắp phải làm một việc quan trọng. Tôi hành nghề y thuật đã 40 năm nay và chưa từng dùng nghề y thuật của mình để hại người khác. Nay bỗng dưng có tai ương giáng xuống, làm tôi mang vị thế kẻ giết người. Xin thần song chứng giám. Nếu chùm chìa khóa này trở lại với tôi thì tôi tiếp tục làm nghề. Còn nếu không, tôi sẽ không bao giờ bốc thêm thang thuốc nào nữa. Ôi, đau quá. Làm thế nào bây giờ? Con đã đi tìm xung quanh đây, không ai dám đến chữa bệnh cả. Vậy hay là anh sang bên kia sông, nhờ vị danh y bên đó xem sao. Nghe nói đã hơn một năm nay ông ấy không chữa bệnh rồi. Ôi, đau quá. Thôi để con sang bên đó cố gắng thuyết phục thầy xem sao. Xin mở cửa ra, cứu với ạ. Dạ, xin hỏi thầy thuốc có nhà không ạ? Vợ cháu đang nguy kịch lắm. Ông nhà tôi đã hơn một năm nay không chữa bệnh rồi. Xin bác vào nói với thầy giúp cháu với ạ. Vợ cháu đang đau đẻ, mà nhất định không có thầy nào dám đến khám ạ. Thôi để tôi vào nói với ông ấy xem thế nào đã nhé. Nhưng chắc là sẽ khó đấy. Ông ơi, ông dậy đi. Có một cậu thanh niên đến nhờ ông cứu giúp vợ anh ta kìa. Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, sao không nói luôn cho người ta hiểu? Thôi, lấy cho tôi chậu nước rửa mặt đi. Hả? Lấy chậu nước đổ vào mặt ư? Dạ thưa thầy, hôm nay cháu tới để cảm ơn thầy vì đã giúp nhà cháu mẹ tròn con vuông ạ. Ta hơn một năm nay đã không khám hay chữa bệnh cho ai, sao lại có chuyện lạ lùng như vậy được chứ? Dạ đúng là sáng hôm đó cháu có đến nhà thầy và nghe thấy thầy nói trong nhà vọng ra là lấy chậu nước đổ vào mặt. Cháu vội chạy về nhà làm theo thì y như rằng vợ cháu đẻ được một cách dễ dàng luôn đấy ạ. Hóa ra là vậy. Thôi, dẫu là một sự hiểu nhầm thì cũng cảm tạ trời đất vì vợ nhà anh đã mẹ tròn con vuông. Hôm nay cháu mang theo con cá mới câu dưới sông lên để biếu thầy, cảm tạ thầy đã có công cải tử hoàn sinh cho vợ con nhà cháu ạ. Thôi, tôi nhất quyết không nhận đâu. Xin thầy hãy nhận giúp món quà nhỏ này. Dân chài lưới chúng cháu không có gì ngoài cá. Thầy mà không nhận thì nhất quyết cháu sẽ không về.
Thôi được, cậu đã nói vậy thì thôi tôi đồng ý. Nhưng mà tôi chỉ xin một nửa thôi, còn một nửa xin để vợ con nhà cậu. Bà mang con cá này xuống dưới bếp mổ ra, để nhà ta một nửa, còn cậu ấy một nửa nhé. Ông ơi, Tôi mổ cá thấy vật này trong bụng cá, nhìn quen quen, đúng là chùm chìa khóa trong phòng thuốc của ông rồi. Thật tình cờ chùm chìa khóa lại quay trở lại với tôi. Ông ơi, đúng là ý trời. Ông hãy quay lại nghề bốc thuốc đi ông. Hãy tiếp tục thực hiện tâm nguyện cứu người của ông đi. Bà nói đúng. Sự tích Hòn Vọng Phu. Ngày xưa ở trấn Kinh Bắc có một người đàn bà quá chồng từ sớm, ngày ngày đi mò cô bắt ốc để nuôi hai đứa con thơ. Cậu con trai là Tô Văn, còn cô con gái là Tô Thị. Ôi không, máu, máu nhiều quá. Mình đã làm gì thế này? Mình đã hại chết em rồi. Mình không còn mặt mũi nào ở đây được nữa. Hả? Trời ơi, chuyện gì thế này? Mẹ ơi, mẹ đừng trách anh Văn. Lúc đó hai chúng con đang chơi với nhau ở sân. Cứ như vậy, cô bé vừa khóc lóc vừa kể lại cho mẹ nghe đầu đuôi câu chuyện. May mắn thay, trong lúc cô ngất đi, có bà hàng xóm tốt bụng đã lấy lá thuốc giấu đắp cho Tô Thị. Trời ơi là trời, đúng là con dại cái mang mà. Từ ngày đó, Tô Văn đi biệt tâm, ngày một ngày hai cũng không thấy trở về. Mẹ cậu đã tìm khắp nơi nhưng không thể nào tìm thấy. Người mẹ sau nhiều tháng ngày tìm kiếm con trai, bà vừa tuyệt vọng vừa nhớ con, sinh ra buồn phiền, ngày một héo hon, chẳng bao lâu ốm nặng rồi chết đi, bỏ lại Tô Thị một mình bơ vơ. Sau khi mẹ mất, Tô Thị được mấy người láng giềng cu mang trong ít ngày. Sau đó, cô bé đến giúp việc cho hai vợ chồng người chủ hàng cơm nọ. Sau này, hai vợ chồng người chủ hàng cơm lên xứ Lạng mở hàng nem. Tô Thị cũng vì thế mà rời xa quê hương, cùng họ bôn ba. Thời gian thấm thoát trôi qua, Tô Thị đã lớn, nàng không chỉ xinh đẹp mà còn nết na, đảm đang, tháo vát. Nàng được rất nhiều người trong vùng để ý. Học được nghề làm nem, Tô Thị liền mở cửa hàng nem ở Kỳ Lừa. Nàng làm nem rất khéo, cửa hàng mỗi ngày một đông khách. Người ta đến để thưởng thức nem ngon, cũng có người vừa thích nem vừa mê bóng mê gió cô hàng. Người đâu mà xinh đẹp, dịu dàng, lại khéo léo thế không biết. Thế này thì ngày nào tôi cũng muốn ăn nem. Ăn nem, tòm tem luôn cả cô bán nem. Anh làm cái gì đấy? Nem thì có thể tùy tiện ăn, nhưng lời thì không thể tùy tiện nói, và hành động thì lại càng không thể tùy tiện làm như vậy. Chuyện liên quan gì đến nhà anh mà ý kiến chứ? Không liên quan đến tôi, nhưng anh giữa ban ngày ban mặt lại đi ức hiếp con gái nhà lành. Thật sự không đáng mặt đàn ông. Mọi người thấy tôi nói có đúng không? Đúng rồi. Cụ cứ cầm đi ạ. Cụ không có tiền thì coi như con biếu mấy thang thuốc này. Cảm ơn cậu. Cậu đúng là một chàng trai tốt. Cụ quá khen rồi. Cụ khó khăn như vậy, con chẳng giúp được gì, chỉ biếu cụ được mấy thang thuốc thế này. Con... Cụ ơi, con có ít nem cụ cầm lấy ăn lót dạ. Nem này con tự làm đấy cụ. Lão cảm tạ sự giúp đỡ này. Lão thật may mắn quá. Vậy là nàng phải lòng người thanh niên tuổi ngoài 20, có vẻ ngoài tuấn tú và tấm lòng tốt bụng kia. Chàng cũng mến mộ Tô Thị, nên mỗi lần đem thuốc bắc từ Cao Bằng về Lạng Sơn bán, chàng lại không quên ghé thăm hàng nem ngon nức tiếng Kỳ Lừa, cũng là để gặp cô bán nem đẹp người đẹp nết. Dần dần, cả hai trở nên thân thiết, quyến luyến không rời.
Hai người lấy nhau được hơn một năm thì có với nhau một đứa con gái. Hai vợ chồng vốn đã yêu thương nhau hết mực, lại được thêm mụn con, tình cảm lại càng trở nên khăng khít. Đầu mình có cái sẹo to, thế mà bây giờ tôi mới biết. Bây giờ mình mới thấy hả? Mình thấy xấu lắm đúng không? Có gì đâu mà xấu. Vả lại tóc nàng che vậy, đâu để lộ ra ngoài. Nàng kể ta nghe, sao nàng lại có vết sẹo lớn vậy? Thật ra chuyện đã từ rất lâu rồi. Trước kia... Mình đã làm gì thế này? Mình đã hại chết em rồi. Mình không còn mặt mũi nào ở đây được nữa. Trời ơi, sao lại có chuyện thế này nữa? Ôi, số phận đưa đẩy thế nào? Đây lại là em gái của mình chứ. Theo cha nuôi rong ruổi xuống Lạng Sơn bán hàng, hơn 10 năm qua, mình vốn cho rằng gia đình mình ở miền xuôi đã không còn một ai. Không ngờ cớ sự lại như vậy. Không được, em gái mình đang sống vui vẻ là thế. Mình không thể để cô ấy biết sự thật này, để rồi phải buồn khổ. Tuy chuyện này là ngoài ý muốn của cả hai, nhưng nhất quyết phải gỡ bỏ mối duyên này. Đúng rồi, mình sẽ xin đi lính. Chỉ cần mình đi biệt chuyến nữa, em gái mình trẻ trung xinh đẹp nhường ấy, làm gì chả lấy được một người chồng khác. Gì cơ? Mình đã đăng ký đi lính sao? Người ta tránh còn không được, sao chàng lại xin đi? Ta đã quyết vậy, sáng mai là ta lên đường rồi. Mình biết vậy, đừng cấm cản ta làm gì. Tại sao đang sống yên vui hạnh phúc, mình lại bỏ mẹ con em mà đi như vậy? Có phải em đã làm gì có lỗi với mình không? Từ ngày chồng đi, Tô Thị chẳng thiết gì đến việc bán hàng. Ngày ngày nàng bế con lên chùa Tam Thanh, cầu cho chồng được tai qua nạn khỏi, chóng được trở về cùng nhau sum họp. Nhưng rồi 3-4 năm trôi qua, nàng trông chồng đỏ cả mắt mà chàng vẫn biệt vô âm tín, không thấy trở về. Và rồi vào một ngày trời nổi cơn giông, nàng nhớ chồng, thương thân, liền dẫn con ra ngoài chùa, trèo lên một mỏm đá cao chót vót, nhìn về hướng chồng đi. Mây đen kéo đầy trời, gió rít lên từng hồi qua khe đá, mưa như trút nước, chớp lòe khắp núi. Nàng vẫn bế con đứng trơ trơ, đăm đăm nhìn về hướng chồng đi. Ngày hôm đó, quả núi như rung chuyển dưới những luồng sét dọc ngang. Mưa mỗi lúc một to, Tô Thị vẫn bế con đứng trơ trơ trên mỏm đá cao chót vót. Sáng hôm sau, khi trời yên bể lặng, người ta nhìn thấy trên đỉnh núi, nàng Tô Thị bế con đã hóa đá từ bao giờ. Sự tích về người phụ nữ hóa đá chờ chồng được lưu truyền ở nhiều nơi trên đất nước. Nếu ai đã từng leo lên đỉnh núi Bà, Bình Định, núi Mờ Rắc, Đắk Lắk, núi Nhồi, Thanh Hóa, bờ Khe Dai, bàn Cơ Lết, Nghệ An, thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn, đều có thể bắt gặp những hòn đá có hình dáng như một thiếu phụ ôm con chờ chồng, mà dân gian gọi đó là hòn Vọng Phu. Đêm trăng. Ôi, trăng sáng mới tuyệt làm sao. Đẹp tuyệt vời. Trăng lên rồi, trăng đẹp quá. Ông trăng là của tôi phải lên lấy. Ai nói trăng là của anh, là của tôi. Không, trăng là của chúng tôi. Không nói nhiều, ai lấy được là của người ấy. Trăng đâu rồi nhỉ? Mất tiêu rồi còn đâu.
kìa, Trăng xuống nước rồi. Tại các người đấy, Trăng vỡ rồi. Bực quá. Trăng này đích thị của ta. Tất cả là tại các người. Không, Trăng là của ta, mau trả lại cho ta. Của ta. Các cháu, nghe ta nói đây. Các cháu muốn có mỗi đứa một ông Trăng riêng phải không? Vâng ạ. Vậy thì ta sẽ chia cho từng cháu một nhé. À, tôi có Trăng rồi này. Tôi cũng có. Chúng cháu cảm ơn ông ạ. Đứng lại, đồ ăn cướp. Trăng, Trăng của tôi. Mất hết rồi. Nào, im lặng nào. Các cháu mau đi theo ta. Trăng đây rồi. Có hẳn hai ông Trăng liền. Ở đây, cháu nào cũng thấy Trăng chứ. Hẳn hai ông Trăng đúng không nào? Dạ vâng ạ, chúng cháu đều thấy hai ông Trăng. Thực ra chỉ có một ông Trăng trên trời thôi. Ông Trăng ấy rọi bóng xuống mặt nước. Từ giờ các cháu hãy đứng đây ngắm Trăng thay vì dành nhau ông Trăng cho riêng mình nhé. Thì ra là như vậy. Các cháu hãy ghi nhớ, Trăng đẹp là của chung. Nếu chia nhỏ ra thì sẽ không bao giờ bền cả. Vẻ đẹp của Trăng không còn nữa. Thay vào đó, biết chia sẻ, nhường nhịn thì tất cả đều có thể vui vẻ ngắm Trăng. Đúng không nào? Cháu biết sai rồi ạ. Chúng cháu thật là ích kỷ khi dành ông Trăng cho riêng mình. Từ giờ khi Trăng lên, chúng cháu sẽ tập trung ở đây để cùng ngắm và ca múa nữa ạ. Ừ, có thế chứ. Vua nông trại. Chà, tí nữa thì ngủ quên. Cảm ơn chúng mày nhé. Cô chủ vừa cảm ơn anh đấy. Tiếng gáy của anh to vang đã đánh thức cô chủ dậy sớm. Anh nói gì thế? Rõ ràng là cô chủ cảm ơn em đấy chứ. Tiếng gáy của em mới đánh thức cô chủ dậy, không phải tiếng gáy của anh đâu. Ai bảo em thế? Rõ ràng là nhờ tiếng gáy của anh. Tiếng gáy của em rè rè như ống bơ rỉ, ai mà nghe thấy được chứ. Có mà tiếng gáy của anh mới là ống bơ rỉ thì có. Anh hãy nghe lại đây nhé. Ôi, tiếng gáy ấy mà cũng gọi là gáy à. Hãy nhìn anh nè. Đấy, chả ống bơ rỉ là gì. Không thèm tranh cãi với mày nữa. Em cũng chẳng hơi sức đâu mà tranh cãi với anh. Sao mới sáng sớm mà anh em đã tranh cãi nhau gì ầm ĩ thế? Là tại anh ấy cứ muốn tranh công. Em mới là người gọi cô chủ dậy sớm. Mà anh ấy cứ nói là anh ấy cơ. Có mày là người tranh công thì có. Bé lại cứ đành hanh. Thôi thôi, hai anh em đừng tranh cãi nhau nữa. Ai cũng có công cả. Vì tiếng gáy của hai anh em kết hợp lại nên cô chủ mới nghe rõ mà. Tôi thấy ai gáy cũng hay, cũng to, trông ai cũng dũng mãnh cả. Làm gì có chuyện như nhau, phải có người hơn người kém chứ. Tôi là người gáy to nhất, dũng mãnh nhất khu vườn này. Không có đâu, em mới là người dũng mãnh nhất khu vườn này. Thôi thôi, được rồi, tớ xin thông báo để các bạn biết này. Sắp tới trang trại ta sẽ có cuộc thi vua nông trại dành cho các loài gia cầm. Lúc ấy sẽ biết ai là người dũng mãnh nhất thôi mà. Được, được. Cuộc thi vua nông trại diễn ra sẽ giúp chúng ta chọn ra người đứng đầu nông trại gia cầm. Người chiến thắng sẽ trở thành vua của nông trại, có quyền điều hành, chỉ đạo mọi thành viên của nông trại. Chúng ta sẽ thi đấu ở hai bảng, theo từng cặp,
hai người chiến thắng ở trận đấu cuối cùng sẽ tiếp tục đấu với nhau để giành quyền làm chủ nông trại. Đầu tiên, xin mời gà trống anh đấu với vịt. Chúc mừng gà trống anh đã chiến thắng ở cuộc thi vòng loại 1 bảng A. Tiếp theo là trận đấu giữa gà trống em và ngang. Gà trống em đã giành quyền đi tiếp vào vòng trong. Chúng ta đã trải qua cuộc thi đầy gay cấn và hấp dẫn ở vòng bảng, và trước mặt chúng ta là hai người lọt vào vòng chung kết. Sau cuộc đấu này sẽ quyết định người trở thành vua nông trại của chúng ta. Sau đây, trận đấu xin được bắt đầu. Họ là anh em một nhà mà, sao họ không nhường nhau làm vua nông trại nhỉ? Sao lại phải thi đấu nữa làm gì? Đúng đó, là anh em một nhà, lọt sàn xuống kia, sao lại tranh giành nhau làm gì nhỉ? Ai là vua nông trại chả như nhau. Trời ơi, họ là anh em, tại sao anh lại có thể ra đòn hiểm như vậy với em của mình? Anh ra đòn ác với em sẽ cho anh biết tay. Anh sẽ không thể làm vua nông trại được đâu. Xin chúc mừng gà trống anh, vua nông trại của chúng ta. Đã nói rồi mà không nghe, ta mới là vua nông trại. Mọi người hãy xem đây, ta dũng mãnh và oai phong thế nào. Ta là vô địch, từ nay đừng có mà đành hành tranh giành với ta nữa nhé. Thôi chết, chim ưng kìa. Vua nông trại của chúng ta bị bắt rồi. Hoan hoang lắm vào, chả lẽo mãi lên đó mà gào. Anh em trong nhà mà không biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, lại còn cạnh tranh hơn thua. Cuối cùng cả hai đều kết cục bi thảm thế đấy. Khôn ngoan đá đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Trở lại chính mình. À kìa tí, nhanh chân lên, sắp muộn học rồi đấy. Ồ, các cậu cứ đi trước đi. Thôi, mình đi nhanh đi. Ừ, thế chúng tớ đi trước đây. Chán thật đấy, sao ngày nào cũng phải đi học chứ, mình chẳng thích tí nào cả. Vào lớp hết rồi, giờ này đến lớp chưa bị thầy phạt vì không làm bài, thì sẽ bị phạt vì đi muộn mất thôi. Hay là thôi đi, hôm nay trốn học thêm một buổi nữa, chắc cũng chẳng sao đâu. Thích quá, phải thế này mới vui chứ, cứ ở trong trường học chán chết đi được. Ôi, giá mà mình cũng có cánh và được tự do như những chú chim kia. Trông chơi suốt ngày sẽ hạnh phúc biết bao. Cậu muốn làm chim thật ư? Ồ, một chú chim biết nói, chắc hẳn là chim thần rồi. Chim thần ơi, hãy giúp tôi với. Tôi rất muốn được thành một chú chim, có đôi cánh bay khắp nơi. Chứ làm trẻ con chán lắm, suốt ngày bị ép làm cái này, cái kia thôi. Được rồi, vậy tôi sẽ giúp cậu. Vậy là mình đã thành chim, tha hồ bay lượn. Tất cả vạn vật đều ở dưới ta. Bạn của ta là nắng, là gió, là mây. Thích quá, từ giờ sẽ được tự do rong chơi rồi. Cảm ơn chim thần. Tuyệt quá, giờ mình sẽ bay thẳng đến vùng thảo nguyên xanh tươi tuyệt đẹp mới được. À, thích quá. Đúng là làm chim thật là hạnh phúc. Trốn nhanh thôi. Có chuyện gì thế nhỉ? Diều hâu tới kìa. Hả? Diều hâu ư? Mình biết trốn đâu bây giờ. Bay núp vào tán cây mau lên. Diều hâu đến rồi kìa. Nhanh lên. À, ui da, đau quá. Nguy hiểm quá. Ở nơi hoang dã cũng chẳng tốt gì. Thôi mình lại bay về làng sống cho yên bình vậy. Kia rồi, chỉ cần mình ở gần khu làng mạc thì chắc sẽ chẳng có chim ưng hay diều hâu gì đâu. Ôi, hoa nở đẹp quá. Hoa đẹp quá, thơm quá. Biết thế ngay từ đầu mình chả bay đến cái khu thảo nguyên làm gì cho mệt. Ở đây ngắm hoa thưởng cảnh là nhất rồi. À, chuyện gì thế này? Bắt được chim sơn ca rồi. Bắt được chim rồi. Cha cha.
vậy là có thêm chim để nuôi rồi. Thả ta ra. Yên nào, rồi mày sẽ quen thôi. Trời ơi, chẳng nhẽ số phận ta lại bị nhốt vào lòng thế này sao? Tưởng rằng làm chim sẽ được tự do, ai ngờ. Không được, phải nghĩ cách thoát ra khỏi cái lòng chết tiệt này. Đúng rồi, chỗ cửa lòng. Cố lên nào. À, 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 mèo, không, thả ta ra. Thả ta ra. Ta không muốn làm chim nữa, ta muốn trở lại như xưa. Thả ta ra. Đây là ôi, ta trở lại thành người rồi. Thật là tuyệt. Thật là may mắn. Lúc nãy mới đáng sợ biết bao. Thà cứ là trẻ con ngoan ngoãn đến trường học tập chẳng tốt hơn sao? Ta thật dại dột. Là Tí kìa, đúng cậu ấy rồi. Ra là cậu trốn học ở đây. Hôm nay cậu lại không đến trường. Thầy giáo lo lắng sợ cậu ốm, định sẽ đến thăm cậu đấy. Mình sai rồi. Mình xin lỗi. Không phải xin lỗi chúng mình. Chúng mình vẫn chưa mắc thầy. Là sáng nay thấy cậu trên đường đến trường, nhưng cậu lại bỏ học đâu. Nếu cậu thấy hối hận thật rồi thì hãy đến tự xin lỗi với thầy đi. Ừ, giờ mình sẽ đi xin lỗi thầy vì đã trốn học. Và từ giờ mình sẽ không thế nữa đâu. Hóa ra là mình vẫn là tốt nhất. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.